giáng bút của sử đồng tử tiên ông khê thanh tiệu thị quảng trường thiệt sơn sắc vô phi thanh tịnh thân tôi xưa ở trên trời vốn giữ chức liệt tinh quan một hôm trong hội bàn đào nhân cùng với bích tiên nảy sinh ý niệm phàm trần bèn bị phạt tội cha mẹ đẻ tôi là người nghèo khó tôi vốn có lòng thảo theo cha đi làm kiếm ăn qua ngày quần áo chẳng đủ che thân ăn không đủ no hai cha con chỉ có mỗi một mảnh khố thay đổi nhau mặc đến bữa cha mẹ xơi xong Tôi mới dám ăn. Khi cha tôi qua đời, dùng chiếc khối để chôn cất. Tôi phải ở trần. Rồi mẹ cũng qua đời. Chỉ còn mình tôi ở vậy. Những lúc đi chơi với trẻ con trong xóm là mỗi lần thấy thẹn vì không có gì che thân. Một ngày đang bắt tôm cá ở ven sông để kiếm ăn, mình ngâm dưới nước. Chợt thấy một chiếc xe xung quanh xúng xít người hầu gái. Trên xe có một người con gái, tóc rủ như mây, vẻ mặt dạng rỡ. Một người nữ thái giám đi tới bờ sông truyền mệnh vây màn để quý nhân tắm rửa. Tôi rất lo sợ. Mình trần như nhộng, chẳng có chỗ nào để núp cũng chẳng chạy đi đâu được chợt trong lòng nảy ra một mẹo liền vùi mình vào một gò đất bồi chẳng biết do đâu hoặc là duyên trời sắp đặt hay là lời hẹn từ kiếp trước việc tốt đẹp của con người một ngày gặp gỡ họ chọn đúng cái gò ta đang vùi mình để vây màn làm chỗ tắm khi con gái vua dội nước tắm làm trôi đất cát chật ra cái mình trần của ta xấu hổ không biết sao được tự biết là mạo phạm con gái vua liền hỏi han ngỏ ý kết làm vợ chồng ta vừa mừng vừa sợ nhìn quanh ra ngoài lo rằng nhà cửa không có lấy chỗ nào mà làm rẻ vua để sánh với lầu vàng gác tía. Chợt nhớ ra, thầy ta có dạy cho phép của tiên, có thể rời non đổi cảnh, ra vào các cõi. Bèn cắm một chiếc gậy che xuống đất, rồi đậy một chiếc nón lên. Niệm chân ngôn biên thành cung điện lâu đài, hai vợ chồng vui mừng khôn xiết, cảm tạ trời đất cùng công sức của thầy ta vun đắp bấy giờ là thời hùng vương việc đồn đại từ trong triều đình đến ngoài dân chúng chuyện đến tai nhà vua đức vua rất chẳng bằng lòng ra lệnh cho binh mã lên đường trừng trị tôi hô lục giáp thần binh đánh tan quân nhà vua mấy lần vua nổi giận điều thêm binh tướng quyết tâm tiêu diệt tôi nói với tiên cơ rằng con chống lại cha là việc không thể được tôi dắt tay nàng về quê tiên cùng hưởng sung sướng tột cùng ý nàng thế nào tiên cơ vâng vâng dạ dạ tôi niệm thần chú cung điện lâu đài biến mất cùng một lúc đấy là đầm mộ còn đến bây giờ cũng còn gọi là bãi tự nhiên người về sau kể lại chuyện ấy bằng đôi câu đôi trong gác con vua giờ ở đâu trên sông tiên ông đi chẳng về câu này có thể nói là đã nắm bắt được ý tứ của ta ôi phong cảnh vẫn vậy mà non sông khác lạ Lòng đau vì việc đã qua Chẳng nên buồn giàu vì buổi trước Lo mắt trong lúc khó khăn Đấy là ôm nỗi giận đến chết vẫn còn vương Ta là thần Đã vậy Lúc nào cũng muốn người đời xem việc ta làm Có thể hiểu được tấm lòng của ta việc làm khó nhọc của cha mẹ nên bao đáp chẳng vì nghèo mà bảo rằng khó làm được còn giàu có thì dễ qua việc báo đáp công ơn trăm năm ấy có thể thấy được việc còn mất sống chết có thể suy ra được rằng trong nhà có nề nếp thì đất nước mới có khuôn phép mọi nơi mới yên ổn đấy chẳng do đạo hiếu mà làm nên ư một lời khó nói hết mọi người đều xem